đang ngồi thì các bạn nhỏ đi qua hỏi có phải idol top top không nhỉ? Thôi chuyển chuyển nick rồi làm kiểu ảnh thôi. Tôi idol top. Anh ơi nha. Anh bao nhiêu tuổi? Anh không biết. Từ. Anh là 26 tuổi. Anh tên là gì? Anh ơi nha. Thơ đang hỏi tên mà chú ơi. Anh tên là Nick. Thêm kiểu ảnh nữa cho đông đủ chú Nick ơi. Được chú phỏng vấn ngại quá vuốt tóc đã. So, what is your name? My name is Như Ý. My name is Minh Quân. Nice to meet you, that boy. How about your age? I'm 9. 9? I'm 10. And I'm 11. Oh, 26. Chú nói cái này xem có hiểu không nhé. Chúc ngon ngon. Chúc ăn ngon. Ok, one more time. Chúc ngon ngon. Chào muối ngon. Third time. Chú nói thì khó quá. Chúc ngủ ngon. Đúng rồi. Em xinh nhá. Em xinh lắm. Lắm, đúng rồi. Chú Nick ơi, cháu xin thêm chữ ký. Thank you.